Vâng, em Hoàng xin mến chào tất cả các bác và anh em nhé. Giờ cũng khuya rồi, em sẽ lên một clip ngắn để giới thiệu tới tất cả bác đó là những bộ dây tín hiệu âm thanh để cho tất cả bác nâng cấp cho hệ thống audio của mình nhé. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo 0969 569 157 nhé. Zalo là 0962 182 145. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác chi tiết những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Trước tiên, giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây tín hiệu AV, dòng dây Nordot bản dẹp nha các bác. Thiết kế 14 sợi nha, bản 14 sợi, mỗi bên là 7 sợi. Sử dụng đầu jack là đầu jack của hãng VKPT. Dòng này sử dụng đầu jack khóa gen, cắm rất là chặt cũng như là cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao nha các bác. Đó, đầu jack khóa gen. Và giá của bộ dây AV này, em còn một bộ em sale cho tất cả bác với giá là 500 ngàn nhá. Đây là dòng dây mạ bạc nên nó sẽ cho tiếng rất là sáng này và cho độ trung thực cực kỳ là cao nhá. Rồi, đi qua sản phẩm tiếp theo. Hôm bữa trước các bác theo dõi video của em thì cũng biết rồi, em về được dòng dây quân sự và rất là nhiều bác đặt hàng dòng dây tín hiệu này. Tại vì thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Tỷ lệ bạc của dòng dây này cực kỳ là cao nhá. Sử dụng đầu jack là đầu jack bại của Switchergo. Rất là đẹp nha các bác. Cắm cực kỳ là êm và cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao. Và vào một bộ dây Canon như thế này, bên em phân phối cho tất cả bác với giá chỉ có 900 ngàn một đôi nhá. Còn bác nào lấy dây AV sẽ là 400 thôi nha các bác. Ba lăng thì em đan hai sợi đài một nên giá thành của nó cao hơn một xíu nhá. Còn AV thì em làm sợi đơn thôi. Rồi, đây là những bộ dây tín hiệu ba lăng được cái quặng ria sâu. Hôm bữa trước cũng em cũng có rất là nhiều. Nhưng em còn 3 đôi nữa thôi nha các bác, 3 đôi nữa thôi. Dây có chiều dài là 1 mét nhá, để cho tất cả bác cắm từ những con vang xuống những con men, con đại công suất, nhất là những con men hàng bại, hàng nhập khẩu nhá. Em sẽ mở bên trong để cho tất cả bác cùng xem này. Và đây là chi tiết bên trong. Bên em thì sử dụng thiết là thiết Nhật này, rất là bóng và đấu mát đầy đủ nên sẽ không sôi, không nhiễu nhá. Tín hiệu rất là ổn định, không mo ve, không sôi sẵn nha các bác. Một bộ dây như thế này bên em để cho tất cả bác với giá chỉ có 250.000 đồng nhá. Dòng này dây và jack đều là hàng công ty hết nha các bác. Các bác nhìn chân jack này, nó mạ vàng, rất là đẹp nhá. Cắm rất là êm và cho độ tiếp xúc rất là tốt nhá. Em còn 3 bộ nữa thôi nên bác nào lấy được 3 bộ thì càng tốt nha. Đó, lệ tới rồi, mình nâng cấp để mình chơi lệ nha các bác. Rồi, bây giờ em sẽ đi qua sản phẩm tiếp theo nha. Đây là những bộ dây AV, dòng dây quặng MCA. Với dòng dây MCA này, nó thiết kế đơn giản nha. Và đặc biệt thiết kế chống nhiễu hai chiều. Dây nguyên zin từ jack tới dây. Đầu jack là đầu jack mạ vàng. Dây chống nhiễu rất là tốt và đây là dòng dây mạ bạc nên nó sẽ cho độ trung thực này, độ chi tiết và độ trong trẻo nha. Và một bộ dây AV chất lượng như thế này bên em phân phối với giá cực kỳ là tốt, chỉ có 500 ngàn một đôi nha các bác. Rồi, đi qua sản phẩm tiếp theo, đây là những bộ dây tín hiệu của mã Intox này. Trước tiên giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây tín hiệu RCA hay còn gọi là dây AV. Dây thiết kế chống nhiễu một chiều nhưng mà dây có màu xanh rất là đẹp như thế này. Đặc trưng của dòng dây mã Intox thì nó sẽ cho một chất âm đều ba dải nhá. Loại dặn là vừa đồng này, vừa đồng mạ bạc nên nó vừa hỗ trợ bát cũng như là chép rất là hài hòa và rất là đều dải, rất là dễ phối nhá. Với bộ dây AV mã Intox, các bác sử dụng cắm từ những con rề xuống những con bao, hoặc các bác cắm từ những con CD xuống những con âm ly, hoặc những con đầu giải mạ xuống những con âm ly nhá. Còn đây là chi tiết đầu jack này. Một bộ dây AV nó chất lượng như thế này, giá em để cho tất cả bác là 400 nhá. Mắc Intox thì em bán đồng giá, kể cả Canon Rabongsen như thế này. Canon Rabongsen thì các bác cắm từ những con vang xuống những con âm ly để chúng ta nghe nhạc và hát karaoke. Nhất là sử dụng cắm cho những dàn âm thanh hàng bài nhá. Bữa nay các bác sử dụng hàng bãi rất là nhiều nên đòi hỏi những bộ dây tín hiệu âm thanh nó cao cấp chất lượng, các bác có thể tham khảo thêm nhá. Rất là hay, rất là dễ phối nhá. Theo cũng là dòng sản phẩm của mã Intox, đây là bộ dây ba lăng được cái. Các bác cắm từ vang xuống những con men, con đại công suất này, ba lăng đực này,
Còn bên nó có ba lỗ là cả nóng cái nha. Thiết kế chống nhựa một chiều và cũng làm theo điều hướng mũi tên hết rồi. Các bác mua về mình cắm đúng hướng là được nha. Đó, rất là ok. Rất là đẹp, rất là chắc chắn, đặc biệt rất là bền nha. Giá cũng là 400 ngàn một đôi cà nông được cái nha các bác. Còn đây là những bộ dây tín hiệu của hãng Litton. Litton cũng là một dây được bên em phân phối rất là nhiều. Đây là bộ dây cà nông cái double sen Litton, dòng dây USA, rất là mềm nha, cũng là thiết kế chống nhựa một chiều. Bộ dây này có giá là 300 ngàn một đôi, rất là đẹp, rất là to và rất là chắc chắn, loại rất là lớn nha. Các bác nhìn đầu giắc này, sử dụng đầu giắc là đầu giắc Monter. Còn đây là giắc cà nông cái. Em sẽ mở bên trong để cho tất cả các bác cùng xem chi tiết mối hàn ở bên trong luôn nha. Các bác có thể nhìn thấy mối hàn rất là bóng, rất là đẹp. Và đặc biệt bên em có đấu mát đầy đủ. Sản phẩm bên em thì luôn luôn là như vậy, đấu mát đầy đủ cho tất cả bác. Các bác về cắm rút rất là êm và không sôi, không nhiễu, không ù xè nha. Giá chỉ có 300 ngàn một đôi. Còn đây là bộ dây ba lan được cái nha các bác. Bộ dây con ong được cái thì để cho tất cả bác cắm từ những con vang xuống những con men, còn đại công suất hàng cao cấp nha. Con ong được cái cũng là giá 300 ngàn một đôi. Dây to, chắc chắn và tín hiệu rất là ok. Đặc biệt dây rất là mềm dẻo nha các bác. Không sôi, không nhiễu, không ù xè. Chúng ta sử dụng những thiết bị hàng bại, hàng cao cấp rồi thì chúng ta mua một bộ dây như thế này để về nâng cấp, để chất âm dàn audio của chúng ta được hay hơn nhá. Đi qua những bộ dây AV. Đây là bộ dây AV của hãng Litton, dòng dây nguyên zin. Hôm bữa trước các bác cũng biết rồi, em về rất là nhiều, phân phối chỉ còn nhiều đây nữa thôi nha. Dòng dây được bọc da rắn, sử dụng đầu giắc là đầu giắc carbon, rất là đẹp, cắm rất là êm. Có rất là nhiều bác khi mua những đôi dây AV như thế này, hai đầu giắc lớn về cắm chạm nhau như thế này thì nó mát, nó chạm mát, không có ảnh hưởng gì nhá. Các bác cắm thoải mái, bên em đảm bảo và cam kết rất là an toàn. Và những bộ dây như thế này thì nó sẽ cho tín hiệu rất là hay, rất là ổn định nhá. Và em sẽ cho tất cả bác cùng xem được chi tiết đầu dây cũng như là chi tiết bên trong để cho tất cả bác cùng xem. Bên trong thì được độ keo cực kỳ là chắc chắn nhá. Một bộ dây AV như thế này bên em có hai cỡ nhá, cỡ là 1 mét này, cỡ là 1,5 mét. Thiết bị bác nào để xa chúng ta lấy 1,5 mét, để gần chúng ta lấy 1 mét. Giá 1 mét sẽ là 750.000 đồng, còn giá 1,5 mét sẽ là 850.000 đồng nhá. Số lượng không còn nhiều, bác nào muốn trải nghiệm dòng dây này thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Và em còn một cặp dây ba lăng dòng dây quặng Merian. Đây là một dòng dây lõi đồng nhá, dòng dây bài của anh. Dây to nhưng rất là mềm. Đặc trưng của dòng dây này thì nó sẽ cho bát rất là sâu, ấm và tiếng đánh rất là căng, gọn nhá. Thích hợp cho tất cả bác là nghe nhạc và hát karaoke. Đầu giắc là đầu giắc carbon rồi, rất là đẹp. Giá bộ này cũng là 900 ngàn nhá, 900 ngàn một đôi. Đây là dòng dây cao cấp rồi. Và em chỉ còn một bộ nên bác nào lấy thì nhắn tay liên hệ cho em nhé. Rồi, đi qua những sản phẩm tiếp theo nhé. Video này em làm tổng hợp nên hơi dài, các bác theo dõi hết nha các bác. Đây là bộ dây AV, dòng dây ADE của Đức, cũng là dòng dây thiết kế chống nhiễu một chiều. Dây có đường kính là 6 ly. Thiết kế nhỏ gọn, đặc biệt lõi đồng mạ bạc nha các bác. Đó, các bác cắm theo điều hướng mũi tên giúp em. Đầu giắc là đầu giắc của hãng Gen nha, đầu giắc mạ vàng, quá là đẹp, tiếng rất là chi tiết và rất là trung thực nha. Giá một bộ dây AV như thế này bên em phân phối với giá là 400 ngàn đồng một đôi, em bao ship toàn quốc nha các bác, cho một bộ dây AV rất là xịn sò như trên tay của em nhá. Rồi, em còn một cặp dây 6 ly dòng dây quặng con Z này. Dòng này bác nào lấy 2 sợi, giá là 100 ngàn đồng một sợi nhá. 2 sợi sẽ là 200, còn 2 sợi thôi nha các bác. Còn đây là những bộ dây AV của hãng Litton, dòng dây 1,5 mét, dây nguyên zin, chống nhiễu 2 chiều nhá. Đó, em còn nhiều đây nữa thôi nha các bác. Tại dòng này giá rất là hợp lý nên rất là nhiều bác mua nhá. 350 một cặp, em bao ship toàn quốc nha các bác.
Đặc trưng của dòng Lipton thì nó sẽ cho độ trung thực, độ chi tiết, tại vì đây là một dòng dây lõi đồng mạ bạc nè. Đầu giắc là đầu giắc mạ vàng cực kỳ là đẹp nhá. Còn đây là bộ dây canon đực ra 6 ly. Hôm bữa trước em bán 650, nhưng dòng dây này làm theo yêu cầu, rất là ít bác sử dụng. Bác nào sử dụng thiết bị cắm canon đực ra 6 ly, các bác giúp em nhá, mua bộ này. Giá em sale là 400 ngàn đồng một cặp nhá, có một cặp thôi. Dòng này thì em sẽ không làm sẵn nhá, bác nào đặt thì em mới làm thôi, tại vì những dòng dây này rất là ít người mua. Còn những dây canon đực cái, canon ra bông sen hay dây 6 ly AV thì bán rất là dễ nha các bác. Còn đây là bộ dây canon ra bông sen này. Đầu giắc là đầu giắc bại hết nha các bác. Cắm từ vang xuống âm ly nhá, để chúng ta hát karaoke, nghe nhạc. Giá bộ dây này thì sẽ là 650.000 đồng. Dây thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng chất lượng âm thanh cũng như là tín hiệu rất là hay, rất là ổn định nhá, rất là đẹp. Còn đây là những bộ dây ba lăng đực cái nhá, dây ba lăng đực cái này rất là xịn sò luôn. Các bác có thể nhìn được chất lượng đầu giắc quá là đẹp, rất là phê. Và giá của bộ dây ba lăng đực cái này em để cho tất cả bác với giá chỉ có 700.000 đồng một cặp, em bao ship nhá. Những bác nào có nhu cầu về những bộ dây tín hiệu âm thanh em quay ở trên video clip này, mình nhắc máy liên hệ cho em hoặc nhắn tin cho em nhé. Em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả bác. Video này cũng hơi dài nhé. Rồi thì em Hoàng cảm ơn tất cả bác đã theo dõi hết video clip này nhé. Em xin chào các bác.